Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay thì Chợ Miền Tây đang có mặt tại ở huyện Châu Thành các bạn. Thì mình đang ở trong con đường này đi từ ở trong đường cái sách đi ra ngoài chợ Chợ Quýt các bạn. Thì hôm nay Chợ Miền Tây mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Chợ Miền Tây đi tham quan các phiên chợ chiều ở chợ Chợ Quýt ra sao. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng đồng hành cùng mình nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hiện bây giờ là mình đang ở trong những con lộ của thôn quê ở miền Cái Sách đi ra các bạn. Cái này là trên đường đi đến chợ Chợ Quýt. Giờ này thì ánh nắng hoàng hôn cũng buông xuống từ từ các bạn. Thì ánh nắng nó hơi chói các bạn cũng thông cảm cho. Khu vực này cũng gần tới gần chợ các bạn. Khu vực này bắt đầu người ta cũng có bán đồ tại nhà một số đó các bạn. Thì bây giờ mình mời cô chú anh chị đi qua bên chợ chỗ khu vực chợ cá, chợ gạo cải đồ đó các bạn, để mình đi vào khu vực đó luôn. Hay là những tuyến đường này hiện bây giờ thì nó cũng đặt giải nhựa, rất là im đó các bạn. Ở dọc hai bên đường thì cũng có nhiều cái quán cà phê hay quán nước mía đó các bạn. Đó các bạn, giờ mình đã chuẩn bị vào cái khu này thì nó rất là đông rồi đó các bạn. Đây là khu vực chợ Chợ Quýt các bạn, một phần nhỏ. Bây giờ mình mời các bạn đi dọc một vòng ở trong này luôn nha. Phiên chợ chiều ra sao thì mình cũng mời cô chú anh chị đồng hành vào bên trong. Đây bây giờ mình hướng này làm đi hướng vào cái khu trung tâm chợ của Chợ Quýt đó các bạn. Để anh mời cô chú anh chị đi dọc một vòng ở sông này như thế nào. Các bạn nhìn thấy là chợ buổi chiều ở đây cũng rất là gồm sung túc các bạn. Nhiều gọn gàng luôn các bạn ơi, cũng thấy nhiều bà con mình lắm. Cái hướng này mình cũng đi ra quốc lộ 1A được nha các bạn. Bây giờ mình đi vào chỗ dưới chợ cá, chợ này chợ thịt đồ nè các bạn, để mình xem. Và chỗ nhà chợ nhà lồng ở khu vực trong đây luôn các bạn, thì mình mời các bạn vô trong nha. Và các bạn nhìn thấy người ta bày bán thịt đồ đây đó. Rồi ở này cũng có quần áo đồ, mình đi dọc ở trong chợ cho cô chú anh chị xem. Này người ta giao ga các bạn. Đó, các bạn đây chỗ này là chợ nhà lồng, buổi chiều thì người ta đã dọn hết rồi. Mình thấy vắng quá. Nhưng chợ chiều chỗ này ở trong nhà lồng người ta dọn hết các bạn, còn ở phía bên ngoài người ta bán như chợ cá ngồi dưới góc. Này người ta còn bán này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cá, con cá rất là tươi ngon luôn nha. Con tép, con tôm. Đi vòng vòng cho các bạn xem. Phía bên này thì hết đường để đi ra ngoài đây. Bên này nó vắng quá các bạn, để anh quay trở lại để chia sẻ cho các bạn xem. Đi vào cái khu chợ này thì phiên chợ chiều thì nó cũng vắng các bạn, chỉ có buổi sáng rất là đông. Ở đây thì nó bán cho Mỹ Tú hay bên cái sách đồ cũng đến các bạn, ở bên gần gần khu vực này.
người ta đang ngồi bán cá, bán trứng vịt với chuối chiên được các bạn. Cô này cũng đang đứng này, các bạn nhìn thấy những con cá rất là tươi nè, ngon mực đực. Rồi bây giờ mà các bạn đi dọc vào con đường này xem như thế nào nha. Chỗ này mình thấy nó đông hơn. Thì ở này có rau cải rồi các bạn, củ bán rau củ rồi. Thì chợ xã chủ huyện hầu như là bán đủ thứ các bạn. Đây là những cái chỗ bán cá các bạn ơi. Trái cây đầy đủ. Không có bán một chỗ mà bán được luôn hết trơn các bạn. Ở đây là trái cây này. Bên chỗ này thì có cá. Đây là chỗ hàng rau cải nè các bạn. Hai bên. Chỗ này người ta bán hàng xén. Thì chợ huyện chợ xã thì thường là bán tùm lum hết trơn các bạn, chứ không phải quy hoạch một chỗ mà bán được. Đó những người người ta bán tôm tép giữa đường luôn nè các bạn, ngồi bày bán giữa đường luôn. Trái cây này, thịt cũng đầy đủ hết trơn các bạn, hình như hướng nào mình ta cũng có bán được đủ món. Đây là chỗ này chỗ cá các bạn, những con cá người ta làm tại chỗ cho khách luôn các bạn, rất là ngon, tươi ngon còn sống luôn các bạn ơi. Còn rau cải nè, còn các bạn nhìn thấy nè, rau vịt, gà vịt đồ cũng có bán đầy đủ. Này trái cây người ta về bán chanh, ổi đồ, bán dọc ở chợ xã thì nó nằm dọc dọc vậy các bạn. Đây những con tép nữa các bạn ơi, cá cá lóc bự không rồi các bạn. Đây ở chỗ góc này thì rất là đông luôn các bạn. Bây giờ mình đi bọc qua bên cái đầu chợ của chợ Chợ Quýt các bạn. Cái này là cái tờ đường đi vô các bạn, hay cha chống chống thông minh đường bên kia. Rồi phía trước mình là cái cầu đi qua Mỹ Tú đó các bạn. Bên kia là một cái chỗ con đê hành lang đó các bạn, nhìn thấy cái cầu đi qua Mỹ Tú đó. Thì một hướng nãy mình đi vào bên này thì đi vào chợ, đi về cái sách. Còn ở bên quẹo bên tay trái các bạn là mình đi về Mỹ Tú, mình đi thẳng là đi qua lên Phụng Hiệp. Rồi bây giờ mình quẹo bên hướng này là mình đi về cái khu chỗ về Sóc Trăng các bạn, thì mình sẽ đến chỗ khu hành chính của tỉnh, khu huyện Châu Thành đó. Nên bây giờ xe rất là đông, bây giờ mình muốn qua xa lộ cũng từ từ qua các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy đang qua cho bên lộ bên này để cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn thấy là cái hướng này là cái chợ của chợ Quýt kìa các bạn, phiên chợ chiều của chợ Quýt. Đây mình đang đứng ở góc bên đường ở bên mấy bên tay trái của cái chợ đối diện các bạn, để mình chia sẻ các bạn thấy buổi chiều như thế nào. Các bạn thấy buổi chiều cũng rất là sung túc. Khi tối xuống thì những chỗ này người ta bán những cái quán ăn rất là đông vui các bạn. Hiện bây giờ thì khoảng 4 giờ rưỡi chiều thì cũng còn bà con đi chợ thôi, chứ chưa có ra ùa bán bằng cảnh đêm. Cảnh đêm nó cũng vui lắm các bạn, ở chợ Chợ Quýt đó. Cái này là toàn cảnh của chợ Chợ Quýt, mình đứng ở bên đây mình để cho các bạn xem. Rồi bây giờ mà các bạn đi dọc xuống cái hướng chỗ đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ cái huyện Châu Thành đó các bạn, thì có chỗ cái đường về khu qua Cạn Hồng của huyện, hiện nay thì đang nở rộ ở này và thu hút được nhiều khách du đến tham quan lắm các bạn. Đó các bạn nhìn thấy hiện bây giờ là khu này chợ của chợ Quýt, một đoạn đường ở đây.
Rồi bây giờ chợ miền Tây cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã cùng chợ miền Tây đi dọc ở phía chợ Phiên Chợ Chiều của chợ Chợ Quýt của tỉnh Sóc Trăng. Và xin cảm ơn rất nhiều và cô chú xem. Nếu có hay thì ủng hộ cho chợ miền Tây một like và một sub, và có nhiều video mới của chợ miền Tây để chia sẻ về có phong cảnh và nhiều động lực để cho mình làm nhiều video hơn. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Và hãy nhớ đón xem những video mới của chợ miền Tây. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video sau của mình nhé.